Cái gì đây? Khách hàng Trần Phạm Mạnh Hùng đã có kết quả tại... Ui mày chết rồi. Tôi có kết quả để tôi tra thử xem tôi được bệnh gì nhá các bạn nhá. Mình tưởng ra viện lấy kết quả, hóa ra lấy kết quả online luôn. Người ta gửi về số điện thoại đăng ký á. Ui thằng này nó chết luôn rồi. Kỹ năng đang ngồi. Hay quá Hằng ơi. Bắt đầu anh thấy mày có giá trị rồi đấy. Rồi là anh tra kết quả chưa? Em đang định chế xếp phỉ nhưng anh em bắn nó. Ôi có thằng trên nóc thì Hoàng ơi cẩn thận nha. Trên cái nhà cao vãi lìn đấy. Con mẹ nó. Ừ. Nó bắn hụt. Ừ. Bắn một lúc xong bị vướng con xe hụt. Tôi tính cả rồi. Tôi để con xe này để nó chặn đạn các bạn ạ. Bệnh 1m2 súng còn 1,2cm à. Ơ kìa. Mẹ làm đéo có cái bệnh chim ngắn đây. Với cả nếu như cái bệnh đấy có tồn tại mình không dính được. Chim mình dài. Chẳng qua là chim mình nó dạo này nó hơi mệt mỏi một tí nữa rồi. Chim mình nó cần một chút nghỉ ngơi thôi. Mẹ nó chứ. Nó gạt giò thằng Hoàng luôn mà. Bảo súng lại đây đi. Còn có thằng thôi anh clear mấy thằng này là được mà. Ui trời. Cái địch con mẹ không clear được nó Hoàng ơi. Ây da đông quá à. Ừ solo kill. Bố mày quay trả lại. Bố mày quay trả lại. Hình như mình cũng bắn nóc thằng đấy sao ấy. Ờ đúng rồi. Thằng này nó cũng chết các bạn ạ. Thế xác của mình còn nguyên đồ. Đấy. À không. Đéo còn nguyên đồ. À đâu còn nguyên đồ nè. Có địch. Để anh chơi này là có đồ. Đây Hoàng ơi. Đây. Đồ đây Hoàng. Đồ biết đi này Hoàng. Rồi. Mày lút đồ đi. Việc của mày đấy. Ui thằng này nó còn nghèo hơn cả em nữa. Thằng này nó cũng nghèo. May là nó có một cái thứ duy nhất anh lút được, đó là 3 cục máu. Hết vị. Các bạn đừng có thắc mắc tại sao Garena suốt ngày ra skin súng. Ủa thằng này nó hồi sinh hay là nó là một thằng khác vậy? Hoàng ơi. Nhiều địch luôn á Hoàng. Hay Hoàng ơi. Có một thằng ở trên mái Hoàng ạ. Mày có muốn bay lên chơi nó không? Anh cho mày phóng bay lên chơi nó đi này. Ôi ôi. Anh chui được vào rồi. Ừ rồi. Trời. Mày đừng hỏi anh. Hay quá Hằng ơi. Anh bị nó bắn gần chết rồi, anh không thể nào xử lý được. Hay. Có thằng ở ngoài kìa, có thằng ở ngoài kìa. Cẩn thận không nó bắn. Tòa này game lắm mấy cái đồ lung tung quá. Nguyên đi vứt mấy cái đồ đấy nhất hết cả đầu ạ. Game này sinh ra lắm mấy cái đồ lung tung quá. Đúng là cần dùng, nhiều khi cần dùng thật. Nhưng mà nhiều khi đéo ai cần dùng ấy. Như cái bệ phóng ấy đéo ai cần mấy. Thi thoảng mới cần thôi. Nhưng mà nó ra, nó vào ô đồ ấy toàn phải lướt. Ây da, tôi chết rồi Hoàng ơi, Hoàng. À, nó gạt giò anh rồi. Ây da, bố lê. Chơi thằng bên phải trước luôn đi. Ôi thật, thật. Nó còn tự lấy phóng lựu nó dã vào mồm nó luôn thì khó luôn cho team địch kia chứ. Ôi mình được cái điểm cứu đó kìa. 33 điểm mà. À, mất cái top 1, top 2 rồi. Ây da mình còn sống là mình xử đẹp hàng đấy đấy. Mình không thể để hàng đấy top 1 thế được. Anh xem anh bệnh gì đi anh ạ. Ơ nhờ quên mẹ mất. Má nó. Nó trận. Cái đệt. Ôi, anh cứ xem đi em gánh cho. Quan trọng gì? Lại là em gánh cho. Ai ơi. Chơi sơn tường vậy. Đệt con mẹ.
cay vai thì lời anh em mình gặp nhau rồi. Bắn mấy cái cục này còn dễ hơn, cái bọn này nó cứ chạy cắm đầu nó chạy. Ừ, gần chết. Ừ, rồi. Vỡ đâu? Ơ kìa, tao bắn 119 máu mà. Tức là có phát nào đấy nó đéo tính rồi. Vậy anh lỗi đem rồi. Rồi 200 đem luôn này. Rồi, hai. Ngon. Có đồ rồi. Anh cộng full không? Bây giờ cộng full là nó phải có cái điểm bắn súng điện đấy. Anh biết được. À, điểm cứu hả? Không, điểm cứu, điểm bắn súng điện luôn. Vậy mình có cả điểm bắn súng điện à? Đúng rồi, đúng đâu, rồi. Đâu, lăn em mua. Không, súng điện mua free mà. Súng điện mua free mà. Vô luôn, em cho bắn luôn này. Ờ, ok. Thế là mày phải tự hạ máu mày để anh bắn hả? Leo nó thách đấu Việt Nam bây giờ như thế mà. Rách vậy. Nghe rách vậy. Đâu, từ từ. Sao Việt Nam toàn top súng điện này. Từ làm một tí gọi là súng điện đi. Ok. Đây. Mày có tháo cái giáp chưa? Đó, anh bắn em đi, anh bắn em đi. Đấy, được rồi. Bắn được có 5 viên. Có 4 điểm cứu rồi. Thế à? Anh mua súng điện to ấy, bắn cho nó nhanh. Ồ, có cả súng điện to à? À, là cái khẩu súng trường hả? Đúng rồi anh. Ờ ha. Không, tại bị quen là cầm khẩu đấy là mất một khẩu súng nên là không quen. Ngon. Bí quyết leo thách đấu đấy. Bí quyết leo thách đấu à? Mày không hổ danh là chú tể bút bẩn. Cái gì nó cũng biết bút để có thể lấy tối đa điểm. Trình thì không có đâu. Vãi, em đang thách đấu ở Việt Nam đấy. Làm gì có trình, thách đấu ở Việt Nam làm gì có trình. Hoặc là tử chiến thôi chứ. Tử chiến thì tăng được một phần nữa chứ. Danh thường sao mà tăng được, danh thường bò đốt đau như chó ấy. Không thể nào tăng được Orion nữa rồi. Ờ. Nói chung là con Orion nó cho bạn chịu được hai phát bo. Nên là đúng ra về cơ bản là mình không hợp làm game Free Fire đâu các bạn ạ. Nó thật sự luôn đấy. Nên là có lâu mình mới xin Galena được cái gì. Riêng với mấy cái vụ mà ghép cặp điện thoại đây là cũng nách luôn các bạn ạ. Thế tôi không bao giờ tôi xin được mấy cái đấy luôn. Tôi bây giờ mà bị ban ác. Tôi không bao giờ xin được mở ác. Tôi bây giờ mà bị ban là chỉ có đi luôn thôi. Ê, tính ra bạn nào mà chưa biết thì để mình kể cho. Ngày xưa cái game đầu tiên mình làm YouTuber là game đột kích nha các bạn. Ngày xưa game đầu tiên làm là đột kích nha. Sau cái làm đột kích không có view, nếu ai xem cả. Thế xong rồi bắt đầu mình mới chuyển qua làm game offline giống anh gà, à giống anh Dũng xem vai. Cover anh với XDL ơi. Hay XDL ơi, yếu đúng không? Rồi nóc. Nó yếu lắm rồi XDL ơi. nó đặt keo tròn đấy là anh. Còn địch tiếp, team khác bắn ở xa ra không bắn ở ngay cạnh đâu. Từ từ đã, hồi máu đã. Anh chưa kịp lút đồ nữa đây này, hùng cân hết. Lên. Chiều anh chơi Roblox đi á. Thật sự là không được em ơi. XDL ơi, đừng lút đồ nữa mày. XDL ơi, XDL. Ui, thằng này bị mất mạng rồi. XDL với trời XD lùng. Đúng lúc cần nhất thì nó AFK. Killing spree. Ây da.
phi lên nó không tăng tốc độ. Nhảy cao lên nó không tăng tốc độ. Hồi mỗi đồng đội cộng có 2 thôi mà. Có phải 4 đâu. Ây da, bồ lê. XDL ơi, cover anh, cover anh. Nó một thằng rồi. Trời ơi. Đợi nó lên. Đợi nó lên cover được mình, chắc mình xanh cỏ mẹ rồi. Hãy dập mẹ đi. Tao sẽ tự lo cho chính tao vậy. Quay về cứu XDL vậy. Anh nghĩ là bỏ đi không cứu XDL nữa. Cho XDL đi chơi xếp hình đi. Thế gạ luôn, lần đầu tiên bị luôn ạ. Chán ghê. Sẽ có thằng ở bên này nữa vậy. Sợ nó bắn mình quá à. Biết ngay mà nó bắn mình này. Cái thằng trên trên cái bảng quảng cáo này nó chết chưa vậy ta? Cán rồi anh hùng ơi. Cái gậy ba tong nó đỡ cho một viên shotgun chứ không là mất máu rồi. Người à, người đâu? Chạy chạy được qua đây không? Dạ, yeah, thật sự có vẻ triệu chứng bắt đầu nó nặng lên rồi, bắt đầu mẹ. Như kiểu mình nghe, không biết là do vì mình nghe tin đấy bị bệnh hay là do là mình bị thật nữa. Mình bắt đầu thấy con chim của mình nó đau đau nhói nhói rồi các bạn ạ. Người ta gọi là đau ở trong chim này ấy. Địch đấy là ơi, nó vỡ đầu đây. Xấy xe đi lời. Ui đéo được rồi. Khuất rồi. Mình phải chơi chết. Ây ạ. Ô. Vai. Nhảy ấy, nó chết mẹ rồi. Đang nhảy không 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 đặt keo được. Em bị nhảy quá, vuốt nó toàn quá đầu luôn. Em bị nhảy quá luôn mà. Đây. Anh cần hết. Lắm mình dài à. Cần hết. Bố lễ. Trên đồi còn người nha anh hùng. Lút được xác chưa? Lút được xác chưa? Có tạm đồ gì? Có tạm đồ. Thằng này yếu lắm rồi, 120 máu rồi. À nhầm, 160 máu rồi. Phải tầm đấy. Thôi anh bắn đi để em ở dưới đây em cover cho cái gì anh chết. Thôi em chạy. Không sao không sao, anh này cầm Orion không chết được. Cầm Tatsuya kiếm chết được thôi. Yếu, yếu lắm rồi anh ơi. Chết rồi. Một mình bắn với tao chứ chắc đan được. Mày đặt cân 2, mày đập đá. Thằng này chơi 2 tỉa đấy kìa lỡ. Ngon. Ây da, đéo gà giò nó kịp rồi. Nó trên cầu anh. Ừ, trên cầu cơ, mày đéo lấy sát đâu. Không phải bị ghé. Bị ghé là bị xui mau gà. Ây da. Chết con mẹ mày với tao. Mày tính đâm xe tao à? Không, ý là em chơi. Thì đây, thì ta bảo là thì ta bảo là tao blue tao bị đơ nên là có khi nào tao em mới đi tao bình thường không? Tại tao ngược lại mày mà. Ok, cảm ơn em nhá. Cảm ơn Pit Gaming ấy còn què đấy nhá, chưa kịp đọc. Anh đang một chút cân tim á. Top 1. Hùng gánh tim. Rồi là còng cả lưng chưa? Rất là còng. 36 điểm. Rồi là còng chưa? Một thằng 10 kill, một thằng 5 kill. Rồi là còng chưa?